Trung đoàn 31 Sư đoàn 309 mới vừa tổ chức sinh hoạt Ngày Chính trị Văn hóa Tinh thần, Ngày Pháp luật năm 2023. Tại buổi sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ nghe lãnh đạo đơn vị quán triệt một số văn bản của cấp trên, thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua và một số nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, luật nghĩa vụ quân sự, phổ biến giáo dục pháp luật ở đơn vị cơ sở. Thời gian qua, Trung đoàn đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép trong các hoạt động nói chuyện thời sự, thông báo chính trị, đọc báo, truyền thanh nội bộ, thi tìm hiểu, sân khấu hóa. Qua các hoạt động nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp bộ đội nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội.